Vâng, hello bạn, xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Phi Sinh. Các bác nhìn này, đồ nghề có cùng cành không? Đây, anh em tôi đang đi câu ở kênh, cái kênh này ngày xưa đã câu rồi mà không biết tên các bác ạ. Đó, nó trải dài, rất là dài và rất là rộng. Ngày xưa thì cũng đánh cũng cho là cũng khắc khá rồi, trong khoảng năm ngoái thì em sang đây rất là nhiều. Nguyên một năm nay thì chưa sang đây, hôm nay lại sang đây quánh các bác ạ. Cảnh đẹp lắm, bây giờ cũng chưa biết ngồi đâu. Em vừa ấm tia thì nó có đến bụi kia ngồi anh em ạ. Rồi đi đến kia đã, nắng quá. Thế em vừa ngắm ở cái bụi xoa này, nó có cái lỗ các bạn, xuống đây đánh luôn ở cái lỗ thế này. Đó, đẹp tuyệt vời luôn, nó rộng lắm anh em. Đây là con kênh các bạn nhá. Do là hôm nay em không cầm kim bồn, cầm tay nó rất là rung. Đấy, không nên là em không dám nia mạnh là nó rung về không xem được anh em ạ. Bên cạnh đây là con kênh Yên Lập đấy các bạn. Kênh này là kênh chảy nước từ hồ Yên Lập xuống rất là trong. Một có cái điều đáng buồn là trong như này người ta lại không cho tắm đâu anh em ạ. Chứ mà nó mà được như thế này hồi Trẻ Châu mà có cái mương này mà tắm thì nó được phê phải biết. Mà đặc biệt là ở bên đây người ta không cho tắm đâu. Rồi đi xuống cái bụi xoa này đánh anh em. Trên đây nó là cái sườn đê anh em nhé. Sườn đê là cũng hơi bị rốc đấy. Vừa đi qua đây thấy cái lỗ tay đạp đấy. Mỗi tội là có mấy cành xoa này nó hơi vướng. Wow, thích lắm anh em ạ. Toàn hết cả mồ hôi anh em ạ. Cắm là cổ vãi mồ hôi, trời bắt đầu nó kiểu như là nó hết mưa nó oi lắm. Quáng lạnh các bác này. Kinh thật đấy. Không có cái bộ mùa là vất vả, cái bộ mùa đi câu quá. Mệt quá. Sầu nó đâu đây. Này đi thùng về mang đây đủ để đựng cá này. Đây, nhiều bác hỏi em cái thùng này thì mua ở đâu, cái này em mua trên Lazada anh em. Đợt em mua chắc là nó, em không nhớ không nhầm nó phải 380 hay 400 ấy. Thùng này đựng rất nhiều đồ luôn đấy. Không những là mình để cá mang về mà trước khi đi ấy, mang được bao đồ các bạn, mồi bánh kẹo này, nước nuôi này. Mồi túi cá này, có cái thùng này đi mang rất là tiện. Hôm nọ dùng bài mồi đánh ở kia rất là nhiều đen, hôm nay em nên nói là mới được bắt được 2 con, nhưng mà nếu mà dính đen thì nó dính được 3-4 con các bạn. Thấy nhiều anh em hỏi mồi lắm, nhưng mà mấy nữa em sẽ lên chia sẻ anh em cách phối cho nó chuẩn nhất nhé. Đó. Đi đánh thì nói chung là mồi mè rất là quan trọng đấy, nó không phải đơn giản đâu. Mồi mà không ngon thì cá nó sẽ không ăn. Đây giờ chắc là em cũng đánh ngay ở cái lỗ này các bạn. Lỗ có cái xoan kia na. Đánh luôn cái chỗ này các bác nhé. Thả ổ luôn chỗ này đi. Bẻ cây đi các bạn ạ. Bẻ nó quá. Ở chỗ này thì khả năng chỉ đánh cần 4m rưỡi các bạn. Đây là cây 4m rưỡi bản cũ, còn đây là cây 10H bản mới của em. Bản này mới thì thật ra nó không phải mới, em bán nó từ lâu rồi, nhưng mà đây cho anh em xem. Mấy nữa em sẽ làm video so sánh hai cây này cho các bác xem. Nó vướng cái gì đây? Chắc thế. Đây con này. Hai cây này thì ra là cây gamma thì nó xoắn đẹp hơn hẳn đấy, nó ngon hơn hẳn đó, đều buồn xoắn này. Nào sẽ lên video so sánh hai cây này cho các bác xem nhé. Còn bây giờ nó đánh cây cũ. Cây cũ đánh nó hơn 5 ngày để mãi chưa hỏng. Rất đẹp luôn. Cây này nó cây sói 3, ở chỗ này chỉ đánh 4 mét rưỡi thôi. Đó. Đây cắm chữ Y đây, anh em đánh lục thì chơi cắm chữ Y nào ngon nhất. Em có cái cắm đài mà cái để chống đài thì cái đấy là cái đầu đèo nó hơi yếu. Nọ đánh chấm đen ấy, có quay video anh em xem đấy, cắm nó hơi yếu. Bây giờ chơi cắm chữ Y đi, cho nó khỏe. Bây giờ xả mồi xuống các bạn nhé. Oh,
Hôm nay là em chính thức là các bác là em đánh không đánh móng mồi mà đánh bằng ổ luôn đấy. Rồi, bây giờ sầu xuống anh em nhé. Giờ là hôm nay em chính thức là em đánh thầu chứ không đánh bóng mồi các bác ạ. Đánh ổ luôn cho nó máu. Đánh ổ thì chung là cá sẽ được nhiều hơn. Nhiều hơn mà cá sẽ to hơn. Đó. Cám lại nha. Nó vừa nhấp phát đây các bạn. Ây rồi, đóng ngay. Ai là hàng các bác ạ. Wow anh em ơi, con chim. Chim to anh em ơi. Wow. Ui, đúng con chim to. Ui, chim bự anh em ơi. Đẹp chưa. Ý, chà. Chạy đâu. Ngon. Nó mong bác cây anh em ơi. Nếu cao lên, con này đẹp các bác này. Cầu. Cậu, ui, lên. Ui, lên anh em ơi, được con chim các bác ơi. Đỏ lom. Đẹp đấy, đừng dẫy. Ui, dễ bong rồi anh em. Chà, được chú chim các bác này, thấy chưa? Chà, được chú chim anh em này, đẹp chưa? Các bác nhìn này. Ôi đừng dậy. Vào túi, vào để đút để nó dậy đó. Bay ra ngoài mất. Đóng xì cả máu luôn. Đẹp. Cho xuống đây luôn anh em nhé. Cho xuống đây luôn, túi ra. Đó, đẹp luôn. Đó, đánh ổ tương đối là ok anh em ạ. Đánh không bóng mồi luôn. Thế nó đã chưa? Đấy, nục rất hay, chơi độc sắt nó gì anh em. Nó vướng cái cây. Đánh ổ này thì nói chung là cá cuốn thì sẽ được rất nhiều. Thì xuống nó nhấp anh em. Đấy, quá nhìn nó băm chưa? Nếu chọt nhỉ? Nếu chọt các bác ạ. Quả đi vào lòng người hết là chọt nhỉ? Các bác nhìn nó vỉa chưa?
đây rồi, mà chạy đâu mà chạy đâu. Ui 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 ui, con gì anh em ạ? Nhìn như con chép ấy, đóng một đuôi con chép. Ui giời, lại mắc cây xoan rồi. Hiếu quá. Mắc cả cây xoan mất rồi anh em ạ. Nó đóng vào ngay đuôi con chép nó tượt. Ê, mình sẽ dở cái đóng cây xoan nó. À ra rồi. Ê, bắt đầu. Không biết là camera có quay thấy không mà em bữa em đóng là em nhìn thấy con chép quá này. Vậy hãy đóng này. Ê, hơi tiếc. Nào cái đó rạt cái mà nó bùng mất đóng ngay đuôi. Này quá. Nhẹ đóng ngay mà đuôi anh em ạ. Chỗ này này vướng mấy cây xoan này, hơi đỏ. Làm sao? Ê, tầm nó lại anh em, xuống lưỡi tầm nó lại. Đó đó. Nắc nắc anh em nhỉ, không nắc. Ôi. Đây rồi anh em ơi. Rufi rufi rufi. Đấy nắc nắc. Chết rồi. Đóng đóng mắc rồi anh em, rufi, rufi to luôn anh em kìa. Đây có rufi to luôn. Rufi to luôn anh em này, đang mắc đây này. Có nhìn thấy trong trong bụi chưa? Được con rufi to lại mắc trong trong cái bụi này anh em này. Thế mới dở lên lồi sao ra rồi. Mày này. Con rô phi ra rồi. Ra lại mắc vào túi đựng cá. Ra lại mắc này túi đựng cá anh em. Con này đạp chưa bác này. Rô phi tự nhiên như thế này chứ. Đừng 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 dậy. Mặc. À trời. Rổ ra túi này này. Đừng. Mặc tứ nước xìa này. Rồi rô phi đạp. Rô phi đạp quá anh em này. Này các bác này, con rô phi đạp chưa? Có nhìn nếu có phê không? Nó giật cái nó đóng này này. Nó bay vào trong cái bụi mất. Em vừa gỡ ra cái gai các bác nhìn. Này các bác này. Đây quay anh em, cái gai rô phi cắm nó nhức thế mệt đầu. Rồi cho túi lại. Cho vào túi anh em ơi, rô phi đạp đấy, con này gầy. Con này không phải gầy mà là siêu gầy. Siêu gầy nhưng mà rô phi này ngon. Này, vẫn thích cho anh em xem một quả nữa này. Người cong như con tôm. Đạp 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 đạp. Này. Vào đây. Vào đây thì thích sẫy sao cũng được. Xuống xuống. Mắc. Nó còn đóng vào gai của nó mắc. Rồi đấy. Ui ơi, cái túi. Thả phát xuống là nó nít chay. Nó đang vào ổ các bác ạ. Nó đang vào ổ đây nè. Xuống nó nít ngay. Đánh đè nó xuống, phải nhiều anh em đi đánh đài thì có bảo là ăn đè. Nhưng mà ăn đè thì đánh lục thì nó sẽ là ngon hơn rất là nhiều. Đai mà đè thì lục chỉ xác định. Cái đè nó chết. Ôi được con rô phi. Anh em vừa nhìn con rô phi không? Để con rô phi co nó bay lên nó lại rớn đấy không? Mắc. Được một chú rô phi con các bác ạ. Hai đầu ngón tay nó bay lên lại rớn rồi. À con nó vào đấy.
đầy rồi. Ý da, rô phi to anh em ơi. Đấy, đánh ổ thế này quá. Rô phi 7 màu quá. Đóng đúng là lưng. Rô phi 7 màu. Nào. Đấy, vừa nó chợp một con rô phi nó con ra đầu con rô phi 7 màu các bác ạ. Đấy, anh em nhìn chưa? Đúng rô phi 7 màu chưa? Đây là đặc sản cá tự nhiên nó là như thế này đấy. Nó vừa nó chợp một con nhỏ nhỏ thế này, con này nhào theo hình vào anh em ạ. Rô phi 7 màu, con này về cho gà. Nụ cắm gà anh em ạ. Ý chà chà. Dậy. Thử lần hồi. Cũng to của nó đấy anh em ạ. Ý chà. Cũng to anh em ạ. Đấy, có thể đánh ổ có hay không? Đánh ổ nó hay anh em ạ. Đấy, đúng lỗ này. Con này nó bơi qua nó đóng ngay vào người. Nó vừa nhấp phát đây các bạn. Ê rồi, đóng ngay. Ai là hàng các bác ạ. Ví chạy đâu. Đâu mà một người chú xin nhỏ anh em ạ. Này. Ây chà chà, đầm em. Đóng thẳng mồm anh em ạ. Đầm chú chim nhỏ đóng thẳng mồm các bác. Tắt cái máy gì á. Con rô phi con anh em. Đây rồi. Rô phi anh em. Mẹ rô phi con. Rô phi con anh em ơi. Rô phi siêu nhỏ luôn. Nè, các bác ơi. Đây anh em này. Đặc sản này, rô phi 7 màu ấy. Đây, cho mày rơi luôn. Đấy. Đi ngay con rô phi 7 màu. Xuống đây. Úi, vừa ở kia có con nó bơi lại nhầm. Đang lại ổ rồi. Ổ nó ở đây này. Đấy.
Rô phi con anh em ạ. Này các bác nhìn này, toàn rô phi con thế mà tài chứ. Thả xuống cái nó nick này. Thôi bọn này quất. Ổ đáng đẹp về bọn rô phi nó vào nó quấy. Đấy, đóng voi. Đấy, được rô phi to. Rô to anh em ơi. Đấy, chà chà, lên lại, con này to. Đẹp luôn, đẹp luôn. Con này to anh em ơi. To chưa? Đấy, được con này chứ. Vừa to con bé đấy các bạn. Xịn nha. Ê, chà chà, con này to chưa anh em này. Đấy, thổ xịn như này chứ, các bạn nhìn nhé. Người nó trắng. Đây là nắng quay gió đẹp quá này. Ấy rồi. Rồi. Thịt trắng. Ồ. Đấy được mấy con rô phi này phải ngon không? Qua đây. Cắn cũng rất là vớ vẩn. Đấy. Này. Em bắt đầu ngồi. Do bây giờ nó nhiều rô phi nó vào quá ạ. Nên là em đánh luôn cả bó mồi. Đánh luôn cả bó mồi vào lưỡi các bạn. Bóp vào nó nhuyễn nhuyễn cho nó đẹp anh em nhé. Nắng quá. Đây, anh em xem trời. Thời tiết nắng kinh hồn luôn. May là có ô đấy. Bây giờ nó nhiều rô phi nó vào phá ổ quá em đánh bó mồi. Thế là đánh ổ. Sáng đánh ổ thì được mấy con hà nó to. Từ lúc về sau bắt đầu là rô phi con nó vào quá là hỏng hình ngay. Toàn rô phi bảy màu mấy con. Ôi trời ơi. Rất là rợ anh em ạ. Đây. Đấy, rô phi con anh em này. Cái sản phẩm. Cái sản phẩm. Đầy quá. Đấy, cái sản phẩm tự nhiên quá ạ. Này nó câu đài mà nó mà tẻ thì thôi rồi đấy. Đây, anh em cứ bảo Phương Thảo câu dần cá to. Thật ra là gặp rất nhiều loại này nhưng mà không đưa vào video thôi. Đấy, đóng xuyên cả người. Kinh khủng khiếp. Gặp mấy cái bọn rô phi rất là bực mình. Nó vào nó cắn thành ra là mình cứ giật là liên tục cá to nó động nó không vào. Mình nhìn nó cắn ngứa mắt quá cũng lại phải giật. Ê chưa đấy. Cá tự nhiên. Thôi bây giờ thu đồ về các bạn nhé. Thằng em kia cũng thu đồ rồi, em thu đồ luôn về đây. Trời nó nắng quá anh em ạ. Cá bây giờ nó không ăn mấy. Thật ra nó không phải không ăn mà cá con nó vào nó phá nhiều quá, toàn rô phi nhỏ đây. Câu giật nó rất là mất thời gian các bạn. Nó vừa ăn con đẩy phong phao không buồn giật này. Thứ hai là em đánh hết mồi rồi anh em ạ. Không còn tí mồi nữa rồi. Đây nhắc anh em xem chút thành quả. Ủa nó dậy.
Nó dậy các bác này. Rô đẹp luôn các bác nhé. Đấy, hai chú chim mới lại ba bốn con rô phì vậy. Cũng chung là cũng rất là tươi. Anh em nhìn có phê không? Quá là phê đấy nhỉ. Rồi. À, về thôi anh em ơi.